Thưa quý vị, từ lâu thang máy đã trở thành biểu tượng của sự tiện lợi tại các tòa chung cư cao tầng. Thế nhưng thời gian gần đây tại Hà Nội liên tục xảy ra các vụ thang máy bị kẹt, rơi tự do khiến nhiều người lo lắng. Trong đó, khu đô thị Thanh Hà và khu đô thị Linh Đàm là hai nơi có tần suất thang máy gặp sự cố liên tục khiến nhiều cư dân chia sẻ. Gần đây, họ có thêm một nỗi sợ mang tên đi thang máy. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC 14. 17 giờ 20 phút ngày 28 tháng 10, thang máy của tòa nhà HH03C, khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội đang di chuyển đến tầng 7, bất ngờ rơi xuống giữa tầng 3-4 rồi dừng lại. Khi xảy ra sự việc, bên trong thang máy có 7 người, gồm cả trẻ em và người lớn. Khi thang máy rơi, người dân bấm nút báo động và được bảo vệ cậy cửa cho mọi người thoát ra ngoài. Còn đây là khu vực thang máy tại tòa HH03E, khu đô thị Thanh Hà. Vào sáng ngày 30 tháng 10, một sự cố về thang máy cũng xảy ra khiến một cư dân tại đây mắc kẹt trong thang máy 30 phút trong trạng thái lo sợ. Đang đi đến tầng 12A thì tự nhiên thang dừng sau đó là nó lại tụt. Đấy, tụt xong là tôi trong người không mang điện thoại nên là bấm chuông thì không có tín hiệu gì. Tôi sợ quá mà tôi cứ đập cửa bảo cứu, kêu cứu. Đập liên tục kêu cứu, nhưng sau đó tôi cảm thấy như là về cái tâm lý tôi quá sức rồi. Nên tôi đuổi hết cả người lên, xong đi xong là tôi mới ngồi xuống xong là tôi lại đứng dậy tôi kêu cứu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố về thang máy tại các tòa chung cư tại khu đô thị Thanh Hà. Nhiều cư dân chung cư Thanh Hà đều đã gặp tình trạng mắc kẹt trong thang máy. Thậm chí nhiều trẻ em bị kẹt là hét ầm ĩ. Thang chạy bình thường đón người thì mình cứ vào thôi, vào thì cứ xuống, thì bạn ấy nói như thế, nó bảo là bạn ấy không dám vào, thế là bạn ở tầng 11 ấy, bạn bảo bạn không dám vào thì mình đang vội cần đi làm, thế là mình cứ thế là mình ấn vào để mình đi thôi. Thế là từ cái lúc từ đón người tầng 11 đấy bạn ấy không vào là từ lúc đấy là nó rơi xuống, nó lao rất là nhanh xuống đến rơi, bắt đầu nó rơi tự do từ tầng 11 xuống đến tầng 2. Tầng 2 bắt đầu đến tầng 2 phát là nó rầm rất là kêu rất là to, xong ùn như một cái là mình đơ cả người ra, thế là mình cũng sợ. Một vụ việc tương tự cũng mới xảy ra tại khu HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vào lúc chiều ngày 24 tháng 10. Nhiều cư dân sinh sống tại tòa HH3B trong thang máy di chuyển từ tầng cao xuống tới tầng 7, 8 thì bất ngờ bị trượt xuống tầng 4, khiến những người bên trong gồm có phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, trẻ em đi học về hoảng loạn. Nếu mà điện nói là đi thang máy mà lo lắng thì nó thật ra cũng rất là lo. Chẳng may nó xảy ra chuyện gì thì rất là nguy hiểm. Người lớn, người già, trẻ con nữa đấy, sao? Cho nên cũng chỉ mong muốn là thang máy làm sao để nó an toàn để cho dân chung cư này đi cho nó khỏi nguy hiểm nọ kia các thứ đấy, trẻ con đi học, người lớn người già đấy, cũng chỉ mong thế thôi. Theo đại diện của các tổ dân phố, dù đơn vị bảo trì đã được thay đổi nhưng sự cố vẫn liên tục diễn ra. Mỗi khi người dân gặp sự cố đều phản ánh đến tổ dân phố, điển hình có thang máy của tòa nhà bị hỏng nhưng hơn một tháng vẫn treo mà không được sửa, mặc dù đã gửi đơn kiến nghị. Thì các tổ cũng đều ý kiến tất cả những cái lỗi của thang máy cũng như là ý kiến của cư dân phản ảnh trong tổ dân phố đề xuất ra với lại bên chi nhánh để chi nhánh cố gắng khắc phục vào thời gian sớm nhất, và cũng yêu cầu với chi nhánh là khắc phục đến ngày nào thì yêu cầu là phải có văn bản gửi về cho tổ dân phố để tổ dân phố trả lời để bà con cư dân được an tâm. Những chiếc thang máy là xương sống của các tòa nhà, là phương tiện di chuyển chính và không thể thiếu của các tòa chung cư cao tầng. Thế nhưng giờ đây, nó trở thành nỗi lo sợ của người dân mỗi khi bước vào thang máy. An cư thì mới lạc nghiệp. Nhưng giờ đây, nhiều người bất an ngay tại chính nơi ở của họ bởi nỗi lo lắng và bức xúc mang tên thang máy. Việc xảy ra sự cố thang máy tại các chung cư không phải là câu chuyện mới, thế nhưng thời gian gần đây mật độ xảy ra nhiều hơn tại các tòa chung cư. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, đa phần các sự cố đều do yếu tố chủ quan của con người, từ khâu lắp đặt, vận hành cho đến bảo trì, bảo dưỡng. Trong khi những bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy trình kỹ thuật đã cơ bản đầy đủ, thì việc triển khai trên thực tế để giảm thiểu rủi ro còn nhiều vấn đề cần phải lưu tâm.
Sau sự cố, nỗi lo sợ về an toàn của những cư dân nơi đây ngày càng gia tăng, đặt ra câu hỏi cấp thiết về chất lượng bảo trì và an toàn của hệ thống thang máy tại các khu chung cư đông dân. Theo đơn vị quản lý và vận hành thang máy của khu đô thị Thanh Hà, lý do hệ thống thang máy tại đây xảy ra sự cố đã lâu nhưng chưa được sửa chữa và thời gian gần đây hay xảy ra trục trặc cũng đều có nguyên nhân. Sau khi cơn bão số 3 thì những thiết bị nào chúng tôi đang dự trữ trong kho và những thiết bị có thể sử dụng được, chúng tôi đã cố nỗ lực để đưa những cái thang đầu tiên sửa chữa được. Lúc đầu sau cơn bão thì có thể là một tòa có 5 thang thì cả 5 thang hỏng. Thì chúng tôi nhanh nhất để có thể mỗi tòa đưa số lượng thang 3-4 thang vào hoạt động. Còn một số thang thì vẫn cần phải đợi nhập thiết bị từ nước ngoài về thì chúng tôi mới khôi phục dần dần được. Trước bức xúc của người dân, hiện đơn vị này đang từng bước khắc phục những sự cố trong quá trình vận hành thang máy tại đây. Về mặt thiết bị, tôi đã nói là những thiết bị nào xuống cấp chúng tôi sẽ thực hiện thay thế toàn bộ, nhập khẩu thay thế toàn bộ. Thứ hai, chúng tôi sẽ tăng cường cái việc công tác bảo trì, bình thường là bảo trì một tháng, chúng tôi bảo trì và kiểm soát lại sau bảo trì, chất lượng bảo trì. Thứ ba, về mặt công tác an ninh và trực sự cố, chúng tôi tăng cường người áp sát, trong mọi trường hợp xảy ra chúng tôi nhanh nhất có người đến để kiểm tra hiện trạng thang, bất kỳ có hiện tượng gì phản ánh từ bà con hoặc là từ thực tế sử dụng thì chúng tôi đều lên kế hoạch để kiểm tra và khắc phục ngay. Tại các tòa nhà của khu đô thị Thanh Hà, những thang máy xảy ra sự cố đang được các đơn vị vận hành bảo dưỡng dần sửa chữa. Thế nhưng đây là tình trạng sau khi sửa, thang máy vẫn vận hành không hề ổn định. Nếu mà sửa chữa như hiện tại là cư dân vẫn chưa yên tâm. Thứ nhất là vì sao tôi nói chưa yên tâm? Thứ nhất là vì sửa chữa mới bảo dưỡng xong thang máy vẫn rung. Thứ hai là cái hiện tượng mà nối trong cái bảng điều khiển của thang máy vẫn còn. Đấy. Thứ ba nữa cái hiện cái quy trình bảo dưỡng nó chưa có cái quy trình nào để cho cư dân yên tâm được, nó phải có quy trình bảo dưỡng thì để dân giám sát thì dân yên tâm được. Theo các chuyên gia, việc xảy ra các sự cố thang máy nhưng không được giải quyết triệt để tại nhiều khu dân cư đặt ra câu hỏi về chế tài trong việc kiểm soát an toàn thang máy liệu đã đủ hay chưa. Chính quyền địa phương là phải có trách nhiệm giám sát các cái ban quản lý, và cái hiện nay là cái công tác giám sát của chính quyền địa phương như là ở cấp sở thôi, ở cấp quận, nhưng hiện nay là cấp sâu hơn nữa thì chúng tôi chưa thấy cái việc này, nên là khi mà chúng ta đã có những cái chương trình về kiểm định thang máy này rồi là ký bảo trì bảo dưỡng này thì chúng ta vẫn phải có cái sự giám sát. Trong trường hợp thang máy gặp sự cố nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến an toàn của người sử dụng, luật nhà ở và bộ luật dân sự đều đã có quy định rõ trách nhiệm của các bên. Tuy nhiên, với cư dân ở những chung cư này, điều họ mong mỏi là các chế tài nghiêm khắc hơn để giảm tối đa nguy cơ thang máy rơi, chứ không phải chờ thang máy gặp sự cố để đợi bồi thường.